nhắc tới chuyện bà Lâm Sa Đéc gian bóng một thời để mọi người cùng hoài niệm ôn cố tri tân và thương tiếc cho một tài hoa đức hạnh lữ hoàng trì mỹ. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta nghe kể chuyện về bà Lâm Sa Đéc, một nghệ sĩ đã cống hiến trọn cuộc đời của mình cho nghệ thuật hát bội, cải lương, kịch nói và điện ảnh của nước nhà. Qua tìm hiểu, bà Lâm Sa Đéc sinh năm 1907, là con của ông Hương Cảo Nguyễn Căn Tam, tức là Cảo Tam, và là cháu nội của ông Hương Cải Nhiều, chính quán tại làng Tân Đông, tổng An Thạnh Hạ, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc. Này là ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ông Cả Tam có tổng cộng tất cả là 5 người con, 3 người con đầu do khó nuôi nên lần lượt qua đời, chỉ còn lại 2 người con là bà Lâm Sa Đéc và ông Nguyễn Duy Can, tức là ông Sáu Biết. Năm 1915, ông Nguyễn Văn Tam đứng ra thành lập và làm bầu một kênh hát bội Thiện Tiền Bang đầu tiên tại tỉnh Sa Đéc. Do có tài năng ca hát, diễn ra bộ nên vào năm 1928, bà Lâm Sa Đéc đã gia nhập đoàn gánh hát Phước Tường. Sau đó, bà Lâm Sa Đéc lần lượt cộng sự với các đoàn Phụng Hảo, Dân Hảo, Thanh Minh Thanh Nga. Từ sân khấu hát bội bước qua lĩnh vực cải lương, nên nghề nghiệp của bà rất vững vàng. Chỉ cần học tập thêm chút ca cổ là tiến bộ rực rỡ trên con đường nghệ thuật sân khấu cải lương. Trong thời gian lưu diễn, bà Lâm Sa Đéc đã có rất nhiều khán giả ái mộ và cũng có một vài mối tình đầu đời. Vào khoảng năm 1938 đến năm 1939, một trong những mối tình hương sắc mặn nồng giữa bà Lâm và ông đốc phủ sứ Đặng Ngọc Chấn, quê ở tỉnh Long An, đã cho ra đời một cậu con trai. Nhưng vì một lý do thật tế nhị nên tình duyên của đôi trai tài gái sắc này không thành vợ chồng. Và bà Lâm Sa Đéc đã âm thầm lặng lẽ nuôi con và đặt tên cho đứa con là Nguyễn Ngọc Đặng. Tình yêu tan vỡ, bà Lâm dồn hết tâm sức trí lực cho nghệ thuật sân khấu cải lương, kịch nói. Tài năng ca diễn xuất chúng và danh tiếng của bà Lâm Sa Đéc vang lừng khắp nơi, với nhiều vai diễn ăn sâu vào lòng người mộ điệu lúc bấy giờ. Đến năm 1947, bà Lâm Sa Đéc đã phải lòng và kết nghĩa tơ hồng với học giả, nhà biên khảo Dương Hồng Sển, nguyên là giám thư bảo tàng viện Sài Gòn. Suốt hơn 40 năm chung sống với cụ Dương, bà Lâm đã hạ sinh một đứa con trai là Dương Hồng Bảo. Không chỉ thành công trong lĩnh vực sân khấu ca nhạc kịch cải lương, bà Lâm Sa Đéc còn là một nữ minh tinh điện ảnh tài sắc vẹn toàn, luôn được nhiều người ngưỡng mộ qua các bộ phim như là Lệ Đá, Con Ma Nhà Họ Hứa trước năm 1975 và nhiều bộ phim sau năm 1975 như là Cho Đến Bao Giờ, Mùa Nước Nổi, Con Thú Tật Nguyền, Nơi Bình Yên Chim Hót, chân chân. Và năm 1987, bà Lâm Sa Đéc thủ diễn vai bà Hai Lành trong bộ phim Phù Sa. Bà bị bệnh đột ngột và qua đời vào ngày 8 tháng Chạp năm Đinh Mão năm 1988. Thi hài của nữ nghệ sĩ tài hoa đã được chồng và con cháu đưa về an táng tại nơi mà bà đã được sinh ra từ hơn 80 năm trước. Thưa các bạn, tiểu sử của bà Lâm Sa Đéc. Bà Lâm Sa Đéc tên thật là Nguyễn Kim Trung, theo cháu ruột của bà là Thái Thanh Sang. Vào những năm cuối thập niên 40 của thế kỷ 20, lúc bà Lâm về chung sống với người chồng là Dương Hồng Sển, do dốc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp nên cụ Dương thường gọi vợ là cô Năm Nhỏ. Lúc bấy giờ, khi cô Năm Nhỏ Kim Trung đi hát diễn cùng trong một gánh hát nọ, lại có một cô đầu Năm Nhỏ khác quê ở Cần Thơ, và hai nghệ sĩ này đều nổi tiếng trên lĩnh vực nghệ thuật sân khấu cải lương. Để phân biệt hai người với nhau nên nhiều nghệ sĩ trong đoàn hát gọi cô Năm Nhỏ Kim Trung bằng danh xưng cô Năm Sa Đéc hay là bà Năm Sa Đéc, có nghĩa là cô Năm Nhỏ Kim Trung quê ở Sa Đéc. Từ đó thì nghệ danh cô Năm Sa Đéc hay là bà Năm Sa Đéc đã gian danh cho tới ngày hôm nay. We'll be right back.
về cái gọi là hủ tiếu bà Năm Sa Đéc từng nổi tiếng trên đất Sài Gòn. Theo anh Thái Thanh Sang, cùng lời kể thêm của nhà thơ Trần Minh Tảo, lấy nguồn từ cô bạn thân lâu năm, giống là cháu gái ruột, gọi bà Năm Sa Đéc bằng bà cô, đã từng có thời gian khá lâu gần gũi chăm sóc bà, thì bản thân bà Năm Sa Đéc và các con, cháu của bà từ xưa tới nay, không có một ai từng hành nghề mua bán hủ tiếu hay là sản xuất bánh hủ tiếu ở bất kỳ nơi đâu. Sở dĩ có tên là hủ tiếu bà Năm Sa Đéc là do vào khoảng năm 1973, một người con trai thứ ba của người yêu cũ hồi còn trẻ của bà Năm Sa Đéc, quê ở vùng Mỹ Tho, Tiền Giang ngày nay, có mở một cái quán bán hủ tiếu ở Sài Gòn. Do hiểu biết, yêu thương, mối dây thân tình, trìu mến cũ của cha mình, cũng như là ái mộ tài danh nghệ thuật của bà Năm Sa Đéc, nên ông đã xin làm con nuôi. Sau đó là xin lấy được nghệ danh của bà để đặt tên cho quán hủ tiếu của mình và được bà Năm chấp thuận. Nhờ tài nghệ chế biến tô hủ tiếu thơm ngon, hợp khẩu vị với thực khách của cậu ba, nên quán hủ tiếu bà Năm Sa Đéc thu hút được nhiều người rủ nhau đến thưởng thức món ẩm thực độc đáo này. Sau năm 1975, quán hủ tiếu bà Năm Sa Đéc còn bán một thời gian nữa rồi đổi chủ. Hiện nay chủ quán hủ tiếu bà Năm Sa Đéc, tức là con nuôi của bà, đang định cư ở Thụy Điển và vẫn còn tiếp tục theo nghề bán hủ tiếu với thương hiệu bà Năm Sa Đéc như xưa. Trong quán có treo hình bà Năm tại một nơi rất trang trọng để tưởng niệm yêu thương và ái mộ bà. Vì mến mộ tài năng đức hạnh của bà Năm Sa Đéc, nên gần đây có người có quán hủ tiếu hay là lò sản xuất sợi bánh hủ tiếu, dù không có quan hệ họ tộc gì với bà Năm, cũng mượn danh tiếng của bà Năm Sa Đéc đưa vào làm bản hiệu cho cơ sở kinh doanh sản xuất của mình, như là quán hủ tiếu bà Năm Sa Đéc, lò hủ tiếu bà Năm Sa Đéc, vân vân. Suốt cả một đời hơn 80 năm tại thế, bà Năm Sa Đéc đã sống và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nhắc đến chuyện nữ nghệ sĩ bà Năm Sa Đéc, người dân Sa Đéc và Đồng Tháp rất tự hào và vinh dự, vì bà đã góp phần làm rạng danh cho mảnh đất quê hương một thời đóng góp công sức, tài năng, tỏa sáng đáng kể cho nền nghệ thuật sân khấu, cải lương, kịch nói và điện ảnh của nước nhà.